Tiện đồ gỗ á xá. Chương 12 Áo xích lông Phần 4. Mặc dù bác sĩ đã biết trước người nằm trong địa cung Tần Thủy Hoàng không phải là Tần Thủy Hoàng mà là Phù Tô, nhưng anh tuyệt đối không ngờ rằng Phù Tô đã chết hơn 2.000 năm trước lại không hề bị thối rữa, dường như vẫn còn khôi ngô tuấn tú như khi anh nhìn thấy trong lớp sương mù. Bác sĩ đã hiểu tại sao gã chủ tiệm vẫn nuôi hy vọng có một ngày Phù Tô sẽ tỉnh dậy. Phù Tô thế này, bất luận ai nhìn thấy cũng chỉ nghĩ rằng cậu ấy chỉ đang ngủ mà thôi. Bác sĩ sững người một lúc, thấy gã chủ tiệm đứng bất động bên quan tài, chăm chú nhìn Phù Tô. Anh vội bước nhanh mấy bước, nhảy qua dòng sông Thủy Ngân đang chảy, đến trước một phẳng. Ở khoảng cách gần, anh càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ. Thân là bác sĩ, đương nhiên nhìn xác người đã quen, nhưng có người nào sau khi chết đi da không trắng bệch, không mất đi huyết sắc? Không ai như Phù Tô, sắc mặt vẫn hồng hào. Nếu không phải trước ngực cậu ấy đã không có nhịp tim đập phập phồng, bác sĩ thật sự vẫn cho rằng cậu ấy đang còn sống. Trong lòng hồ nghi, bác sĩ đứng ở đầu kia của quan tài, cúi đầu quan sát Phù Tô kỹ hơn, mới phát hiện ra quần áo mặc trên người cậu ấy có phần cổ quái, chất vải đen rất quen thuộc. Nhìn lại bộ áo xích lông trên người của gã chủ tiệm ở phía đối diện, bác sĩ mới khẳng định là cùng một loại chất liệu. Gã chủ tiệm cũng đã từng nói loại áo ngọc sợi vàng đen này là thần vật thượng cổ để giữ cho xác không bị thối rữa. Nếu gã chủ tiệm muốn tiếp tục sống, buộc phải bỏ đi bộ áo xích lông trên người gã và dùng bộ áo của Phù Tô để thay thế. Nếu như thế, có thể biết được kết cục chính là Phù Tô sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này. Hèn chi mà gã chủ tiệm cứ do dự không quyết định. Bác sĩ biết gã chủ tiệm có sự cố chấp khác thường đối với Phù Tô. Thậm chí anh còn lo lắng là mục đích ban đầu khi gã tới lăng Tần Thủy Hoàng chính là cùng ngủ giấc ngàn thu đối với Phù Tô. Bây giờ xem ra anh lo lắng quả là không thừa. Nếu như anh không ra tay được thì hãy để cho tôi. Bác sĩ vừa nói vừa đưa tay về phía Phù Tô, nhưng tay thò ra một nửa thì bị những ngón tay lạnh băng không có hơi ấm cầm chặt lấy cổ tay của anh như gông cùm. Bác sĩ rùng mình, anh tưởng Phù Tô đã biến thành zombie. Giây sau nhìn kỹ lại thì mới thấy gã chủ tiệm đã đứng đối diện, nhòi người nắm lấy cổ tay anh. Để thêm một chút đã, gã chủ tiệm nói khẽ. Bác sĩ nhìn thấy rõ ràng con rồng đỏ thẫm trên người gã chủ tiệm đã bắt đầu di chuyển. Thân rồng to lớn quấn lấy người của gã chủ tiệm, giống như bị linh khí dày đặc nơi đây tưới nhuần, khiến cho nó có cảm giác như hình khối, dường như có thể nuốt trọn gã chủ tiệm trong nháy mắt. Bác sĩ vội quá dùng sức rút tay khỏi gông cùm của gã chủ tiệm. Anh còn muốn đợi bao lâu nữa? Cậu ấy đã ngủ say hơn 2.000 năm rồi. Anh có chắc là khóa trường mệnh đã giữ chặt được hồn phách của cậu ấy không? Không chừng chính là vì cơ thể của cậu ấy bất diệt cho nên mới khiến cho hồn phách của cậu ấy không tan được đó. Gã chủ tiệm bị anh nói vậy liền quên mất phải dùng sức. Bác sĩ đã nhân cơ hội này giằng co thoát ra, khiến cho tay của anh chạm vào mặt của Phù Tô. Dường như có phép thuật nào đó đột nhiên bị mất hiệu lực, hai người mở to mắt nhìn cơ thể của Phù Tô biến thành tro bụi trong khoảnh khắc. Bộ đồ áo ngọc sợi vàng màu đen vốn mặc trên người của Phù Tô đã nhẹ nhàng nằm dưới đáy quan tài. Trong phút chốc, gã chủ tiệm và bác sĩ đều mất đi khả năng ngôn ngữ, cứ thẫn thờ đứng đó, thậm chí
bác sĩ còn giữ nguyên tư thế bàn tay vung ra ban nãy. Đây, tôi không có cố ý mà. Một lúc sau, bác sĩ đứng thẳng dậy, nhìn đi nhìn lại tay mình vẫn không dám tin. Đầu ngón tay anh rõ ràng cảm nhận được cảm giác của da người. Tại sao ngay giây phút sau đó thì phù tô đã biến thành tro bụi? Gã chủ tiệm thở dài. Dù sao cũng đã hơn 2000 năm rồi. Áo ngọc xây vàng, dù có thể giữ được cơ thể cậu ấy không thối rữa, khí thủy ngân cũng có thể giữ cho khuôn mặt cậu ấy không mục rữa. Nhưng xét cho cùng thì cậu ấy cũng đã chết. Bác sĩ có thể cảm nhận thấy tâm trạng của gã chủ tiệm hoàn toàn không ổn, cho nên không nói gì thêm. Anh thò tay lấy tấm áo ngọc sợi vàng màu đen trong quan tài ra, đi vòng sang phía bên kia, khẽ khoác tấm áo dài cổ trang này lên người của gã chủ tiệm. Mặc vào đi, cậu ấy cũng sẽ ở trong tấm áo này mà. Anh nói không sai, phù tô đã hóa thành tro bụi. Một chút tro cốt cũng khẽ nằm lại trong quan tài, còn một số thứ khác tan vào trong chiếc áo ngọc sợi vàng đen này sẽ không bao giờ tách rời được nữa. Gã chủ tiệm không thể không thừa nhận rằng bác sĩ rất biết an ủi người khác. Gã cúi đầu mặc tấm áo dài vào trong người. Tấm áo ngọc sợi vàng đen này được làm theo kiểu trang phục thời Tần. Tay áo rộng màu đen thu nhỏ, viền mây cuộn màu vàng thẫm. Áo đen sim hồng, chỉ có người tôn quý nhất thời Tần mới được mặc bộ đồ phục trang thờ cúng như vậy. Viện tế tự thời Tần phải tốn mấy chục năm mới chế thành, quý giá gấp ngàn lần bộ đồ bình thường gã ăn trộm trong kho quý lúc ban đầu. Bác sĩ có thể cảm nhận được tâm trạng thoải mái muôn vàng của gã chủ tiệm. Nhưng anh cũng có thể nhìn thấy từ lúc gã chủ tiệm mặc chiếc áo trường bào cổ trang này lên người, sắc mặt gã đẹp lên rõ rệt. Anh biết gã chủ tiệm thực sự đã được cứu rồi. Tâm trạng cũng thoải mái hơn, lại không kiềm chế được mà nói đùa. Tóc anh giá như mà dài thêm được một chút thì mặc với bộ đồ này sẽ đẹp tuyệt vời đó. Thực ra ăn mặc như bây giờ đã đủ khiến cho bác sĩ kinh ngạc rồi. Trong lòng của anh khen ngợi hết lời. Ngẩn ngơ nhớ lại lúc trong sương mù, gã chủ tiệm cũng mặc đồ cổ trang. Hôm nay đứng trước mặt anh với bộ dạng như thế này không hề có điểm nào không hợp. Dường như sinh ra là để mặc bộ quần áo này vậy. Chỉ đáng tiếc bộ đồ này được đo ni đóng giày rất chuẩn cho Tần Thủy Hoàng. So với cơ thể cao lớn của Tần Thủy Hoàng thì thân hình của gã chủ tiệm nhỏ gầy hơn nhiều. Chiếc áo ngọc sợi vàng đen này thật không vừa người mấy. Ánh mắt phức tạp của gã chủ tiệm nhìn vào quan tài, nói giọng điều điều. Chúng ta để nắp quan tài vào thôi. Bác sĩ gật đầu, biết trước đây gã chủ tiệm không hề có ý định đậy nắp, vì sợ rằng phù tô tỉnh dậy sẽ không đủ sức đậy nắp quan tài nặng nề này ra. Bây giờ thân xác phù tô đã hóa thành tro bụi, đương nhiên gã không còn ý định này nữa. Hai người khó khăn nhấc nắp quan tài tinh xảo lên, từ từ đậy vào. Vào lúc cuối khi đậy nắp quan tài, bác sĩ lấy hai vật trong túi ra, trịnh trọng đặt vào trong đó. Gã chủ tiệm nhìn thấy rõ, biết thứ bác sĩ đặt vào là chiếc khóa trường mệnh đã vỡ thành hai mảnh. Gã không ngăn cản, coi như đây là lời cáo biệt của bác sĩ dành cho phù tô. Họ không có bất cứ mối quan hệ gì. Mặc dù bác sĩ là chuyển thế của phù tô, nhưng họ là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhớ tới phù tô vừa hóa thành tro bụi, trong lòng của gã chủ tiệm mặc dù còn lưu luyến, nhưng cũng biết rằng phù tô thực sự đã được giải thoát. Nắp quan tài nặng trịch hợp thành một thể với quan tài, phát ra một tiếng kêu kìm nén. Bác sĩ lau mồ hôi rịn ra trên trán như trút được gánh nặng. Lúc ngẩng đầu lên, khuôn mặt lại biến sắc.
Chỉ vai trái của gà chủ tiệm hoảng sợ, không biết phải làm như thế nào. Chủ tiệm, áo của anh. Gà chủ tiệm thuận theo ánh mắt của anh nhìn xuống, thấy trên vai trái của mình bỗng nhiên xuất hiện một bộ móng vuốt đỏ thẫm, sau đó như một thước phim điện ảnh quay chậm, thân rồng màu đỏ thẫm từ từ hiện ra, vảy rồng thậm chí còn phản chiếu ánh sáng chói mắt. Chết tiệt, sao gã lại quên mất chứ? Con rồng đỏ thẫm này nếu có thể di chuyển trên bộ đồ trung sơn cũ thì có nghĩa là nó cũng có thể di chuyển trên trường bào cổ trang có chất liệu tương tự. Bác sĩ vội vàng lao tới giúp gã chủ tiệm cởi tấm áo trung sơn bên trong ra. Nhưng sau khi họ cởi tấm áo trường bào ra, thấy hai bộ đồ đã bị những sợi chỉ dày đặc quấn chặt lại nhau, hoàn toàn khít không thể tách ra được. Gã chủ tiệm cười một cách chua chát. Là tôi đã thất sách, xem ra thì tôi không thể nào thoát ra được con rồng đỏ này rồi. Bác sĩ thử dùng dao quân dụng thị sĩ mang theo bên người cắt những đường chỉ đó, nhưng giống như cắt vào dây thép. Lúc anh dùng sức, anh nghe thấy bên tai vang lên tiếng gầm thét. Bác sĩ nghiến răng định tiếp tục cứa thì gã chủ tiệm đã vội ngăn lại. Không cần tốn sức đâu, dao bình thường vốn không thể cắt được mà. Lúc này con rồng đỏ thẫm đã hoàn toàn hiện lên trên bề mặt của trường bào, nhẹ nhàng múa vuốt vương thân, trừng trừng đôi mắt như chuông đồng ra uy đối với bác sĩ. Bác sĩ đang định dùng cách khác thì đột nhiên cả địa cung tối om, mặt trời đang đốt cháy bỗng dưng tắt liệm, lửa trong màn lửa cũng hóa thành một vùng khói, chỉ còn lại ngọn nến nhân ngư trong tay bác sĩ vẫn đang lặng lẽ cháy. Nè nè, không phải chứ, không phải là nói có thể cháy ngàn năm không tắt sao? Lẽ nào trong lân tầng thủy hoàng cũng dùng đội giả mạo kém chất lượng hả? Bác sĩ chê bai theo thói quen. Chúc đứng ở một nơi khác liền bay lại về phía họ, khẽ hừ một tiếng. Không phải đâu, ban nãy tôi thấy có một người dùng một thanh đao chém một nhát vào lửa, làm cho tất cả ngọn lửa đều bị hút vào trong đao đó. Giọng Chúc nhẹ nhàng bay như hình dáng của cô ấy, nhưng lời nói ra lại như quả tạ giáng vào tim của gã chủ tiệm và bác sĩ. Hả? Sao cơ? Ý của cô là ở đây còn có người khác hả? Bác sĩ không dám tin, đưa mắt nhìn bốn phía khi thấy tối đen một màu. Lúc này dạ minh châu trên vòng trời địa cung lại sáng rực lên, sao trăng đầy trời vô cùng quyến rũ, nhưng bác sĩ đã không còn tâm trạng để mà thưởng thức. Trong địa cung đương nhiên là không còn người sống, nhưng mà đã có người có thể theo chúng ta vào được ở đây. Gã chủ tiệm nheo đôi mắt lại, nói với giọng điều điều. Quen thuộc đối với các cơ quan ở trong địa cung, cộng thêm đao minh hồng có thể hút được lửa, ngoài hồ hời ra thì không còn ai khác được. Đao minh hồng. Dường như bác sĩ nhìn thấy ánh sáng lấp lánh cách đây không xa, nhưng anh không dám chắc. Tương truyền hoàng đế lúc luyện hiên viên kiếm, nguyên liệu còn thừa, do nhiệt độ trong lò chưa nguội nên cho nguyên liệu đúc dạng lỏng chảy xuống đáy lò, sau khi nguội lạnh có thành hình thanh đao, không có gió vẫn tự kêu, tên là đao minh hồng. Hoàng đế cho rằng đao ý của thanh đao minh hồng này quá mạnh, đủ để phản vệ trên người cầm đao, lại sợ thanh đao này lưu lạc trong nhân gian có thể hủy đi hiên viên kiếm. Không ngờ thanh đao trong tay lại hóa thành con chim sơn ca màu đỏ chạy thoát thân. Gã chủ tiệm vừa dứt lời, một tiếng chim kêu lắng lót từ xa vọng lại gần, nhanh chóng áp sát bục phẳng mà họ đang đứng.
Bác sĩ tay cầm nến nhân ngư, nhìn thấy rõ một con chim sơn ca to như con chim ưng đang bay tới. Một bóng người nắm lấy móng vuốt của chim sơn ca. Lúc hạ xuống cao đài, con chim sơn ca liền biến thành một thanh đao ba thước. Người đó tay cầm đao, bổ về phía họ không một chút nương tay. Mặt đao phản xạ ánh sáng của nến nhân ngư chiếu lên mặt đối phương, chiếu sáng khuôn mặt xanh xao đáng sợ. Khuôn mặt này bác sĩ thực sự đã nhìn thấy trong lớp sương mù, chính là Tần Dị Thế hồ hởi. Dung mạo của hắn ta vẫn giống như hơn 2.000 năm về trước, không hề thay đổi. Chỉ là mái tóc của hắn không hiểu sao biến thành màu trắng. Mái tóc chỉ có những người ngoài 60 mới có. Kết hợp với khuôn mặt tuấn tú của hắn lại có nét hòa hợp khó nói. Trong đôi mắt phượng hẹp dài là con ngươi màu đỏ nhạt, sắc mặt màu tro và đôi môi màu đỏ thẫm tới xám đều toát lên vẻ đẹp bất cần. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng này, bác sĩ đã hiểu nguyên nhân tại sao hồ hợi lại đi theo họ tới đây. Chắc chắn là vì bộ đồ trên người của gã chủ tiệm. Hết kỳ 4. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của chương 12 Áo Xích Long vào 21 giờ tối các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người. Người đọc: Ý Trần.